Sáng ngày 15 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sông Công đã tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021. Tại chương trình, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân của thành phố Sông Công đã ủng hộ số tiền gần 1 tỷ đồng để chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được đầm ấm, an vui hơn. Như vậy, cùng với số tiền tiếp nhận tại tháng cao điểm về người nghèo năm 2020, đến nay thành phố Sông Công đã tiếp nhận được trên 2,1 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Qua giả soát, hiện nay thành phố Sông Công còn 266 hộ nghèo, 387 hộ cận nghèo. Tại tuần cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 1. Theo kế hoạch, các đối tượng sẽ được thành phố tặng quà và tiền mặt trị giá hơn 500.000 đồng một suất.